Và Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 giây. Hôm nay Hoàng Sơn cùng cả nhà mình tham khảo cách sử dụng máy đo huyết áp cổ tay đơn giản của hãng Myrolife, mẫu này mới nhất 2022 ha. Thì đây là mẫu V3. Thì nó sẽ khác gì với cái mẫu đời cũ? Tất cả nếu mà mình mua hàng chính hãng á, dù mẫu mới hay mẫu cũ mình đều được bảo hành 5 năm. Và nếu mà lỗi do kỹ thuật thì hãng sẽ đổi mới cho mình luôn ha. Thì đây là máy đo huyết áp đời cũ, model này 3NV1, vẫn còn trên thị trường á, giá là 750.000. Còn mẫu mới này giá cao hơn, đó là 920.000 cả nhà ha. Bà con mình có gì cần phân biệt thắc mắc hoặc là có gì câu hỏi á, cứ gọi cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới trong cái tiêu đề của video ha. Model này thì nó có thêm chức năng gì mới mà mắc tiền, đó là chức năng BAD. Đây nè cả nhà mình nhìn thấy nè, đây là tim đập loạn nhịp, tức là ngoài chức năng kiểm tra tim mình, nó còn báo tim đập không đều nữa, cảnh báo sớm vậy có vấn đề về tim cả nhà. Và cái model này nó khá là mỏng, nó mỏng và nhỏ gọn hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ khui máy nha. Thì ngoài chức năng đo huyết áp, đếm nhịp tim, và chúng ta sẽ có thêm bộ nhớ và ngày giờ nhớ nữa nè. Và Hoàng Sơn lúc nào cũng khuyên, nếu mà mình mua cái máy để đi công tác du lịch thì mình sẽ chọn cái máy này. Còn nếu mà mình mua cái máy lần đầu tiên cho gia đình thì Hoàng Sơn khuyến khích cả nhà nên xài cái máy bắp tay, tại vì nó sẽ bền hơn và gần tim, độ tin cậy nó sẽ cao hơn, và đặc biệt cho người lớn tuổi nha. Còn cái này thì nếu cùng đúng tư thế thì máy vẫn đo rất là chính xác ha, nhưng mà chỉ dành cho những người đi công tác du lịch thôi. Rồi bây giờ bên trong á, thì vẫn có hướng dẫn sử dụng là phiếu bảo hành cả nhà ha. Rồi bây giờ mình đóng hộp lại, mình khui máy nha. Này bên trong thì mình sẽ có hai viên pin 2A. Nếu mà như cả nhà mình sau này xài thì mình nên mua pin tốt nha. Tại vì nếu mà mình mua pin thường mà mình để lâu quên nó sợ chảy pin hư máy rất là tiếc. Còn nếu mà như mình mua không được pin tốt thì mình có thể mua pin thường, nhưng mà chú ý cái thời gian để lâu trong máy thì mình ít xài thì nên lấy ra. Rồi mình sẽ gỡ cái màn hình ra để thử đo nha. Rồi đó, cả nhà thấy máy mỏng không? Rất là mỏng, gọn nhẹ nè. Rồi mình sẽ có mức nguồn, bộ nhớ và cài đặt ngày giờ. Rồi bây giờ mình sẽ thử bao pin vào ha. Đó, cả nhà thấy ở bên dưới nè, mình bật cái nắp pin lên. Đó, có đầu cộng đầu trừ ha, rất là dễ. Xài hai pin pin 2A, 3A, pin loại nhỏ đó. Rồi mình gấp máy vào. Rồi bây giờ mình sẽ cài đặt ngày giờ. Thì nếu mà khi mình vừa bỏ pin vào thì đồng hồ sẽ chớp đó, hoặc là mình không thì mình cứ bấm nút đồng hồ thì nó sẽ hiển thị, mình bấm giữ cái nút đồng hồ khoảng 3 đến 5 giây nó sẽ chớp chớp. Sau đó mình sẽ bấm vào nút M để tăng. Ví dụ 2022 mà mình lỡ mà mình bấm lố qua 23 thì mình sẽ bấm để nó sẽ xây dòng, nó lên tới 2050 nó sẽ xây dòng trở lại 2020 đó. Sau đó mình bấm vào cái đồng hồ nha. Đó, mình sẽ nhảy qua tháng trước nè. Ví dụ Hoàng Sơn bấm lố nè, 12 để xây lại 12, tức là tháng trước. Mình chỉ có 3 nút này thôi nên cả nhà đừng có sợ ha, nó rất là dễ. Rồi mình bấm vào cái đồng hồ là nó sẽ nhảy qua ngày. Ví dụ ngày 20 nằm bấm giữ luôn nè, nó sẽ tăng chạy lên nè. Đó, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi sau đó mình bấm vào cái đồng hồ nó sẽ nhảy qua giờ. Ví dụ là 4 giờ chiều ha. Rồi sẽ nhảy ra phút. Rồi giờ là xong, mình chỉ bấm hai nút này thôi. Rồi bắt đầu mình sẽ sử dụng nha. Đầu tiên mình sẽ đeo ở bên tay trái ha, gần tim nè, và mình đeo ở cổ tay. Mình mở cái máy ra, mình thọc tay vô, và cái chữ Myrolife là mình có thể nhìn thấy được nha, tức là từ bên trong mình nhìn ra chữ Myrolife, mình nhìn đọc được, nó không bị ngược ha. Rồi mình sẽ chừa cái cục gù cổ tay mình ra đó, mình sẽ rút cái vòng vừa khít thôi, không có cần chặt lắm, phút vừa phải thôi. Thì khi bơm lên rút nó vừa sát khít vậy thôi, khi bơm lên máy nó tự động nó siết lại đo. Và mình có thể để cái cổ tay nó như thế này nè, ở đây nó đi xuống và nó đi lên, hoặc là mình có thể lấy cái hộp mình kê cũng được ha. Đó, mình có thể kê để đỡ mỏi tay, để cho nó có cái hướng hình chữ V như thế này nè. Rồi bây giờ mình sẽ bấm máy đo nha. Khi đo thì mình ngồi nghỉ 5-10 phút, không có nói chuyện.
Do đây là công nghệ mới á, là nó sẽ đo từ dưới đo lên. Ví dụ một cái máy đời cũ á, là nó sẽ bơm lên rất là cao, sau đó nó xì xuống, nó sẽ đo hai lần. Còn cái máy đời mới á, là nó sẽ bơm lên, sau đó nó dò cái mức huyết áp tâm trương tiếp trước ha, rồi sau đó nó bơm tiếp lên, nó mới là xem huyết áp tâm thu và sẽ ra luôn kết quả. Đó, cả nhà thấy ha, rất là nhanh và tiết kiệm pin. Đấy, trên cùng là huyết áp tâm thu 118, dưới là 76 huyết áp tâm trương ha, và dưới là 76 nhịp tim, trên đây là ngày giờ. Rồi, cả nhà thấy không? Và ở đây là ba cái mức độ huyết áp. Cái mũi tên nhỏ nó chỉ vào cái màu màu trắng bên đây, tức là huyết áp bình thường nè. Còn nếu mà lên sọc thứ hai là cao nhẹ và trên cao là cao cao nhiều. Cả nhà thấy chú ý ha. Rồi, bây giờ mình xem lại bộ nhớ nha. Mình tắt máy nè. Mình bấm vào bộ nhớ nè. Đó. Và đây là bộ nhớ và kết quả trung bình nha. Mình bấm vào cái nữa thì nó hiển thị số 1 lên. Và ngày giờ tức là mình đo lần thứ nhất. Nếu có đo lần thứ hai thì mình sẽ bấm vào chữ M tiếp cái nữa. Thì nó sẽ là lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ 30. Nó sẽ nhớ lại vào lần thứ 31 nó sẽ mất đi. Nó chỉ lưu 30 lần gần nhất cả nhà ha. Đó. Thì Hoàng Sơn nhắc lại, trước khi đo mình nên ngồi nghỉ 50 phút để cho sức khỏe mình nó ổn định lại, mình mới đo để mình có được cái kết quả chính xác nha. Và mình nên đo cùng thời điểm trong ngày. Ví dụ hôm nay buổi sáng đo thì ngày mai ngày kia cũng vậy, thì mình có thể kiểm tra được sức khỏe mình trong tháng nó ổn hay không. Còn đương nhiên trong ngày khi mình đang theo dõi về bệnh, mình có thể đo bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng mà nếu mà mình để so sánh trong tháng thì mình nên đo cùng thời điểm. Ví dụ hôm nay tầm 8 giờ sáng, hôm sau hôm kia cũng vậy, thì mình biết được trong tuần đó, trong tháng đó, huyết áp mình nó bình thường hay là nó có bị dao động hay không. Rồi, cái cách xài đơn giản vậy ha. Nếu mà cả nhà mình có gì thắc mắc thì cứ gọi trực tiếp vô Hoàng Sơn để Hoàng Sơn tư vấn thêm. Đó, thì ở đây nó có một cái vòng quấn ha. Cả nhà thấy, nếu mà như vòng quấn đúng tư thế thì nó sẽ hiển thị cái hình này lên, là mình biết kết quả này có thể tin cậy được. Còn nếu mà vòng quấn nó không có cái này khi đo thì mình nên đo lại ha, có thể cái vòng quấn mình sai. Đó. Cả nhà thấy rất là dễ dàng, màn hình rộng, có bộ nhớ, có ngày giờ nhớ. Và đặc biệt là có cái chức năng tim đập loạn nhịp. Nếu mà như khi mà màn hình đo ra kết quả mà không có cái hình này thì tốt ha. Còn nếu có hình này mà thường xuyên đo mà có đó, thì cả nhà mình nên chú ý mình đi khám bác sĩ hoặc là khám tổng quát, xem sức khỏe mình như thế nào mà tim mình nó đập không đều. Ví dụ nó đập đều đặn khoảng 70 lần trên phút, còn lúc này nó đập rất là nhanh, hoặc là lúc bỏ nhịp đó, nó là đập không đều. Và bên trong sẽ có cái phiếu bảo hành và hướng dẫn bằng tiếng Việt đầy đủ cho cả nhà mình ha. Rồi, Hoàng Sơn chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Có gì thắc mắc thì cứ gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn. Tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.